Bích Trâm xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi bản tin quân sự trên kênh Thời báo Sự Thật. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi bằng cách bấm like, share, subscribe và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những bản tin mới nhất. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Đoàn phủ đầu cực hiểm của Mỹ khiến điện Kremlin nhiều phen hoảng loạn. Bà Lan tuyên bố muốn tạo ra lực lượng quân đội mạnh nhất NATO nhằm đối phó với Nga và Belarus tổ hợp tên lửa phòng không nhanh nhất thế giới sẽ tham chiến tại Ukraine. Ukraine tuyên bố phá 3 cây cầu ở tỉnh chiến lược, cản tuyến hậu cần của Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã sử dụng một chiến lược phủ đầu đặc biệt để dán một đòn mạnh vào cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, khiến cho Moscow đã nhiều phèn lúng túng. Điều này có tác động rất lớn đến cục diện chiến tranh Chính quyền của Tổng thống Biden và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã nhiều lần giải mật và tiết lộ công khai các kế hoạch về việc Nga xâm lược vào Ukraine. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ Richard Clarke, đã chỉ ra tại diễn đàn an ninh Aspen của Hoa Kỳ rằng cách tiếp cận này của Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đã được chứng minh. Đây là một trong những biện pháp trăng đe đáng kinh ngạc. Ông Clark đã cho rằng Hoa Kỳ nên cân nhắc sử dụng chiến thuật này thường xuyên hơn, Chính phủ Hoa Kỳ đã đi ngược lại các quy trình tiêu chuẩn và áp dụng chiến lược phủ đầu này rất lâu trước khi quân Nga xâm lược toàn diện lãnh thổ Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tướng Richard Clark đã nói, Tôi nghĩ chiến lược đó thật tuyệt vời và nó sẽ khiến cho chúng ta thấy cách Hoa Kỳ thực hiện hóa được điều đó trong tương lai. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta có cơ hội để chứng tỏ rằng đây chính là trí tuệ khi chúng ta có thể giải mã các kế hoạch của Nga tôi thừa nhận rằng có nhiều điều chúng ta cần phải giữ bí mật song cũng có nhiều điều mà chúng ta cần phải giải mật để bảo vệ lợi ích của chính hoa kỳ tôi nghĩ chúng ta cần phải nỗ lực hơn về những thời điểm và cách thức để tăng cường giải mật thông tin tình báo xây dựng cơ sở nhanh chóng để chúng ta có thể chỉ ra hành vi sai trái của đối thủ chỉ huy clark đã nói thêm tại nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc chiến của nga với ukraine các quan chức chính phủ từ hội đồng an ninh quốc gia Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác đã cảnh báo về những khả năng có thể xảy ra, từ việc Nga sử dụng vũ khí hóa học cho đến thiết lập các cơ sở vũ khí sinh học, cho đến việc Nga sáp nhập gần đây tại các vùng khác nhau của Ukraine. Cụ thể, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã cho biết trong một cuộc họp báo tại tòa Bạch Ốc, hôm ngày 19 tháng 7 rằng Nga sẽ tìm cách sáp nhập thành phố Kherson của Ukraine và tất cả các bang Donetsk và Luhansk và chỉ một ngày sau, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận tuyên bố của ông Kirby. Hơn nữa, thì Ngoại trưởng Lavrov đã nói với truyền thông nhà nước Nga rằng, nước này đang mở rộng các mục tiêu lãnh thổ ở Ukraine xa hơn nữa ngoài Donbass. Chính phủ Mỹ gần đây cũng đã tiết lộ rằng Nga đang tìm cách mua hàng trăm máy bay không người lái từ Iran. Ngay sau đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Iran vào đầu tuần trước. Chuyến đi đầu tiên của ông bên ngoài Liên Xô cũ kể từ khi phát động cuộc xâm lược Đánh giá tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh đã cho thấy, Nga đang cạn kiệt tên lửa dẫn đường chính xác và phải dùng đến tên lửa phòng không để tấn công các mục tiêu mặt đất. Một ước tính cho thấy, Nga đã sử dụng 60% kho dự trữ tên lửa chính xác của mình, chỉ còn lại chưa đến 40%. Những vũ khí ném bom mà Moscow sử dụng để dọn đường cho các cuộc giao tranh ở những nơi như là Donbass, còn không giữ được thế kiên cố bất phá như là Nga đã từng tuyên bố trước đó. Do sự thiếu hụt nghiêm trọng của các tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng, Nga đã tăng cường sử dụng các tên lửa phòng không trong phương thức tấn công mặt đất thứ cấp. Những vũ khí này có đầu đạn tương đối nhỏ và được thiết kế để tiêu diệt máy bay. Chúng có thể gây ra những mối đe dọa đáng kể cho quân đội trong các tòa nhà mở và kết cấu mỏng, nhưng không có khả năng xuyên thủng các cấu trúc kiên cố. Do đó, thì Bộ Quốc phòng Anh đã kết luận Khả năng cao là những vũ khí này sẽ bắn trượt mục tiêu đã định và gây ra thương vong cho dân thường vì tên lửa không được tối ưu hóa cho vai trò này. Bên cạnh đó thì những người vận hành thứ vũ khí này của quân đội Nga được đào tạo rất ít trong việc thực hiện các nhiệm vụ như vậy. Ba Lan tuyên bố muốn tạo ra lực lượng quân đội mạnh nhất NATO nhằm đối phó với Nga và Belarus. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí CC, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Złotuck đã cho biết Washo muốn tạo ra lực lượng mặt đất mạnh nhất trong số các thành viên châu Âu của NATO quan chức này đã cho biết ông coi Nga cũng như là đồng minh Belarus chính là những đối thủ tiềm tàng và cần phải chuẩn bị một quân đội hùng mạnh để ứng phó đã nói chúng tôi chú ý các khu vực biên giới của Nga ở phía Bắc cũng như trên phía Belarus quân đội Ba Lan phải đồng đảo và mạnh đến mức chính sự tồn tại của nó sẽ khiến đối phương phải sợ hãi Chúng tôi sẽ cải tổ cả về pháo binh và xe tăng, để đến cuối cùng sẽ không có quốc gia nào ở châu Âu mạnh hơn là Ba Lan. Blackjack đã nói rằng để bảo vệ mình khỏi các cuộc pháo kích có độ chính xác cao, Ba Lan đã đặt hàng các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, dự kiến sẽ được chuyển giao trong năm nay. Wasser cũng sẽ mua một hệ thống phòng không không xác định giống hệt với Sky của Anh. Và Ba Lan hiện đang cố gắng bổ sung kho vũ khí sau khi nước này chuyển hơn 200 xe tăng T-72 từ thời Liên Xô cho Ukraine để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Tuần trước, thì Blackjack thông báo có mua khoảng 116 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đã qua sử dụng từ Mỹ, bên cạnh một thỏa thuận riêng bao gồm 250 xe tăng mới. Ban đầu, qua dự kiến bổ sung kho đạn dự trữ bằng xe tăng Leopard 2 của Đức, nhưng thỏa thuận này lại không thành công khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cáo buộc Berlin phá vỡ cam kết thay thế vũ khí của Ba Lan. Tổ hợp tên lửa phòng không nhanh nhất thế giới sẽ tham chiến tại Ukraine. Các hệ thống phòng không tầm ngắn Stormer HVM đã được Anh chuyển giao cho quân đội Ukraine, qua đó tăng cường khả năng bảo vệ không phận của Kiev. Những hình ảnh đã được đăng tải trên trang mạng xã hội cho thấy rằng những hệ thống tên lửa phòng không Stormer HVM do Anh viện trợ đã được quân đội Ukraine đưa vào sử dụng trong xung đột với Nga. Và theo nhiều chuyên gia phân tích, các hệ thống Stormer HVM sẽ đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ các binh sĩ và khí tài của quân đội Ukraine trước máy bay trực thăng và cường kích tấn công mặt đất của Nga. Stormer HVM được chế tạo và đưa vào sử dụng trong biên chế quân đội Anh từ những năm 1997 và khoảng hơn 220 hệ thống phòng không tầm ngắn này đã được sản xuất. Được đặt trên khung gầm của xe chiến đấu bộ binh Scorpion hoặc là Spartan, Stormer HVM có chiều dài là khoảng 5,27m, rộng 2,76m, cao 2,5m. Tổ hợp này vẫn có thể di chuyển được với tốc độ lên tới 80 km h trong phạm vi hơn 650 km h nhờ các động cơ diesel Perkin 250 mã lực. Điểm mạnh nhất của Stormer HVM là các tên lửa phòng không Starstreak mà hệ thống này được trang bị. Theo các thông số kỹ thuật được công bố, một tổ hợp Stormer HVM có 8 tên lửa được gắn sẵn trong bệ phóng, cùng với 12 tên lửa dự trữ được truyền chở bên trong xe và được chế tạo bởi nhà thầu quốc phòng Thales. Điểm nổi bật nhất của Starstreak là việc có thể nhanh chóng tăng tốc sau khi phóng lên tốc độ Mach 4, tức là khoảng 4.800 km h tương đương gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa siêu thanh này hiện đang nắm kỷ lục tên lửa đất đối không nhanh nhất trên thế giới từng được chế tạo. Cơ chế tấn công của tên lửa này là bắn ra 3 quả đạn phụ với 3 tia laser đi kèm. Điều này có nghĩa là với mỗi tên lửa được bắn ra, sẽ có cơ hội thứ hai để nó tấn công vào mục tiêu bằng đạn phụ sử dụng laser dẫn đường. Và kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, thì nhiều tên lửa Starstreak phiên bản vác vai đã được Anh chuyển giao cho quân đội Tổng thống Vladimir Zelensky. Tuy nhiên, giới quan sát đã nhận định, việc các tổ hợp Stormer HVM sẽ được cải thiện đáng kể sức mạnh phòng không của Kiev. Trong bối cảnh không quân Nga vẫn đang chiếm ưu thế áp đảo trên không, việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng có thể quyết định kết quả cuối cùng của cuộc xung đột này. Trước đó, trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Đại tướng Mark Milley, sáu thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu giới chức quốc phòng nước này nhanh chóng chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không Avenger cho Kiev. Ukraine tuyên bố phá ba cây cầu ở tỉnh chiến lược, cảng tuyến hậu cần của Nga. Ông Dimitro Botry là quyền lãnh đạo chính quyền quân sự Kherson của Ukraine đã cho biết, Kiev đã phá hủy ba cây cầu ở khu vực này trong nỗ lực ngăn cả Nga duy trì hoạt động tiếp tế hậu cần tới tỉnh này. Nga đã giành quyền kiểm soát Kherson từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự, hiện đã kéo dài 5 tháng ở Ukraine. Chính quyền thân Moscow ở vùng này đang lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập khu vực vào Nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc phản công ở Kherson với khí tài do phương Tây viện trợ. Kiev đã tuyên bố đặt mục tiêu sẽ giành lại quyền kiểm soát vùng này vào trước tháng 9. Theo ông Putin, trong ba cây cầu mà Ukraine tấn công có hai cây cầu bắc qua sông Dnipro và một cây cầu ở khu vực xa hơn về phía bắc. Quan chức trên đã cho biết, quân đội Ukraine đang thực hiện các đợt tấn công chính xác nhắm vào nhà kho và nhân lực của đối thủ, cũng như nhắm vào mục tiêu rất hiệu quả của chuỗi hậu cần của Nga. Ông Butryi đã nói, các cuộc tấn công nhắm vào cây cầu Antonivskyi, cây cầu Daryskyi và cây cầu Kharkovskyi sẽ khiến việc Nga di chuyển các thiết bị và khí tài hạng nặng trong thời gian tới trở nên rất phức tạp. Theo ông, lực lượng Nga đang nỗ lực sửa lại những cây cầu và họ có thông tin cho rằng đang lên kế hoạch lắp đặt cây cầu phao qua khu vực mà các cây cầu chính đã bị hỏng. Ngoài tình hình căng thẳng ở khu vực miền đông, miền nam Ukraine cũng đã trở thành điểm nóng trong thời gian qua khi Kiev bắt đầu phản công. Tình báo Anh đã nhận định rằng Nga dường như đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan tới cũng khó mà lùi cũng khó, khi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục dồn lực lượng để đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass và chia bớt nguồn lực xuống phía Nam để ngăn đà phản công của Ukraine. Ukraine thời gian gần đây đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và kho đạn của Nga để tác động tới chiến lược pháo binh làm trung tâm mà Moscow thực hiện rất hiệu quả trong khoảng thời gian qua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.